Đại biểu Nguyễn Văn Chiến cho rằng việc người dân đổi 100 USD ở nơi không được phép bị phạt là cần, nhưng trách nhiệm trước hết ở cơ quan quản lý nhà nước, mức phạt cũng cần xem lại. Trực tiếp phiên họp chiều ngày 27 tháng 10 của Quốc hội Việt Nam về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2018 và 3 năm thực hiện kế hoạch 2016-2020. Trong hai ngày 26 và 27 tháng 10, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở hội trường về kết quả thực hiện nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2018 và 3 năm thực hiện kế hoạch 5 năm 2016-2020, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2019. Quốc hội đánh giá sơ kết 3 năm thực hiện kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế 5 năm giai đoạn 2016-2020, kết quả 3 năm thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi, thực hiện nghị quyết số 100/2015 Quốc hội 13 phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020. Các thành viên chính phủ phát biểu giải trình làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. Dọn dẹp thị trường ngoài tệ đen để dân không vi phạm như anh Thờ Điền. Dẫn ra trường hợp anh Thờ Điền bị phạt 90 triệu đồng vì đổi 100 USD không đúng chỗ, đại biểu Nguyễn Văn Chiến Hà Nội cho rằng đây là điển hình thiếu trong quy định, yếu trong áp dụng, chưa nghiêm minh trong áp dụng. Việc xóa bỏ tình trạng USD hóa thị trường phải được thực thi, tuy nhiên những quy định cứng không có định lượng là vấn đề. Đổi ngoại tệ không đúng nơi được cấp phép phải bị phạt, nhưng chúng ta trách nhiệm trước hết của cơ quan quản lý nhà nước. Chúng ta phải giúp người dân nhận diện, phân biệt nơi nào được đổi, nơi nào không được đổi. Sự tồn tại của các nơi đổi ngoại tệ bất hợp pháp còn rất nhiều, thì đó trước hết trách nhiệm phải là của cơ quan quản lý nhà nước. Bên cạnh đó, những mức phạt phải xem xét lại vì đổi 10 USD, 100 USD cũng cùng mức phạt với đổi 1.000 USD, 100.000 USD đều ở mức phạt từ 80 đến 100 triệu là không phù hợp. Thị trường buôn bán có cung ắt có cầu, thị trường buôn bán chuyển đổi ngoại tệ đen ngày đêm vẫn hoạt động công khai, hầu như không được kiểm soát, xử phạt. Thiết nghĩ nhà nước phải thu dẹp trước để người dân không bị vi phạm như anh Thờ Điền. Việt Nam không bao giờ phá giá đồng tiền. Ông Vương Đình Huệ cũng nhận định diễn biến kinh tế thế giới rất phức tạp, căng thẳng thương mại giữa các nước lớn, giá dầu, giá USD, lãi suất thế giới tăng cao, căng thẳng địa chính trị. Vì thế, chúng ta coi việc đảm bảo kinh tế vĩ mô là một trong những mục tiêu quan trọng. Chúng ta sẽ củng cố hơn nữa về kinh tế vĩ mô, giữ ổn định tài chính. Cũng cần tăng tính độc lập, tự chủ của nền kinh tế, nhất quán ổn định chính sách giá trị đồng tiền. Chúng ta chưa bao giờ và sẽ không bao giờ phá giá đồng tiền, hỗ trợ cho xuất khẩu, ông khẳng định. Chính phủ thực hiện chính sách tiền tệ thận trọng và linh hoạt cũng sẽ không có chuyện nới lỏng về lạm phát, trong điều hành của chính phủ là chặt chẽ dưới 4%. Phiên thảo luận kết thúc lúc 17 giờ ngày 27 tháng 10, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển cho biết, trong 2 ngày nghị sự về kinh tế xã hội đã có 88 đại biểu nêu ý kiến, 3 đại biểu tranh luận. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và 5 Bộ trưởng đã tham gia giải trình trước Quốc hội. Phó Thủ tướng chỉ đạo xử lý vụ phạt 90 triệu đồng vì đổi 100 USD. Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình vừa có ý kiến chỉ đạo về vụ việc xử phạt 90 triệu đồng đối với trường hợp đổi 100 USD ở tiệm vàng tại thành phố Cần Thơ. Cụ thể, Phó Thủ tướng giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nghiên cứu tính hợp pháp, hợp lý của việc Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ phạt người đổi 100 USD ở tiệm vàng và có kiến nghị cần thiết, phù hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30 tháng 10 tới. Trước đó, ngày 4 tháng 9, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa quyết định xử phạt hành chính 90 triệu đồng với ông Nguyễn Cà Rê, 38 tuổi, ở phường Anh Hòa, quận Ninh Kiều, vì đã đổi 100 USD tại tiệm vàng Thảo Lực, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sản xuất thương mại Nhân Đạt Jewelry Thảo Lực ở phường Cây Khế, quận Ninh Kiều. Ông Rê cũng bị tịch thu gần 2,3 triệu đồng đã đổi được. Ông Rê bị phạt 90 triệu đồng vì đã vi phạm việc mua bán ngoại tệ tại nơi không được thu đổi ngoại tệ. Sự việc đã thu hút sự quan tâm của dư luận những ngày qua, nhiều ý kiến cho rằng việc phạt là đúng luật nhưng không hợp tình. Nhiều ý kiến chỉ ra những quy định bất hợp lý trong Nghị định 96-2014-NDCB
về xử phạt vi phạm hành chánh trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng. Ví dụ như nghị định này không phân định hành vi vi phạm của bên mua hay bên bán, của cá nhân, tổ chức, cũng không định lượng giá trị ngoại tệ vi phạm. Tức là thay vì chỉ nên phạt các cơ sở kinh doanh không được phép thu đổi ngoại tệ mà vẫn mua bán ngoại tệ, thì bất kỳ cá nhân nào, dù giàu sang hay nghèo có, mà có hành vi này cũng bị phạt. Và dù có bán đổi 1 USD hay 100 USD, thậm chí 1 triệu USD, thì theo Nghị định 96, người bán đổi đó cũng bị phạt trong mức 80 triệu đồng đến 100 triệu đồng. Thu đổi 100 USD bất thường từ lệnh khám nhà chủ tiệm vàng. Quyết định xử phạt của Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ phạt pháp nhân là doanh nghiệp nhưng lại căn cứ vào lệnh khám xét nhà riêng. Lệnh khám xét nơi ở đối với chủ tiệm vàng Thảo Lực do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Ninh Kiều thành phố Cần Thơ ký là cơ sở dẫn tới việc Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành quyết định xử phạt hành chánh hàng trăm triệu đồng vì mua 100 USD. Điều oái âm là quyết định xử phạt của Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ phạt pháp nhân là doanh nghiệp nhưng lại căn cứ vào lệnh khám xét nhà riêng. Phạt doanh nghiệp từ lệnh khám xét nhà riêng. Ông Dương Tấn Hiển, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Ninh Kiều đã hai lần ký quyết định khám tiệm vàng Thảo Lực gồm quyết định khám nơi giấu tang vật phương tiện vi phạm hành chánh là chỗ ở ngày 5 tháng 5 năm 2017 và quyết định khám nơi giấu tang vật phương tiện vi phạm hành chánh là chỗ ở ngày 24 tháng 1 năm 2018. Cả hai quyết định này ngoài căn cứ từ luật tổ chức chính quyền địa phương, luật xử lý vi phạm hành chánh còn từ việc xét đề nghị của trưởng phòng cảnh sát kinh tế, công an thành phố Cần Thơ. Tại điều 1 của cả hai quyết định này giống nhau từng câu chữ là khám nơi giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chánh, nhà ở số 40 đường Nguyễn Đức Cảnh, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, với chủ nơi bị khám là ông Lê Hồng Lực. Chỉ khác là quyết định khám xét năm 2017 ghi nghề nghiệp của ông Lực là buôn bán, còn trong quyết định ban hành đầu năm 2018 thì ghi chủ doanh nghiệp tư nhân tiệm vàng Thảo Lực. Trên cơ sở lệnh khám xét chỗ ở ngày 24 tháng 1 năm 2018 đến tháng 8 năm 2018, cơ quan công an mới có biên bản vi phạm hành chánh và đây cũng là một trong những căn cứ quan trọng để ngày 4 tháng 9 năm 2018, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ mới có quyết định xử phạt vi phạm hành chánh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sản xuất thương mại Nhân Đạt, Jewelry Thảo Lực do ông Lê Hồng Lực làm giám đốc. Luật sư Nguyễn Trần Thành, đoàn luật sư thành phố Cần Thơ chỉ ra các điểm bất thường trong vụ này. Thứ nhất, theo Điều 129 Luật xử lý vi phạm hành chánh năm 2012, thẩm quyền khám xét nơi cất giấu phương tiện, tang vật là chỗ ở thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Ninh Kiều. Nhưng ở đây địa điểm tiệm vàng Thảo Lực vừa là chỗ ở vừa là trụ sở của doanh nghiệp, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhân Đạt Jewelry Thảo Lực do ông Lê Hồng Lực làm giám đốc. Nên trong trường hợp này, việc ban hành lệnh khám xét của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Ninh Kiều phải ghi rõ khám xét chỗ ở và trụ sở của doanh nghiệp, chứ không chỉ ghi khám xét chỗ ở mà thôi. Điều này rất quan trọng bởi luật xử lý vi phạm hành chánh cũng quy định rõ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận chỉ có thẩm quyền ban hành lệnh khám xét chỗ ở của công dân, không quy định Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp quận được ban hành lệnh khám xét trụ sở doanh nghiệp. Quyết định xử phạt hành chánh của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ không xử phạt đối với cá nhân ông Lực mà lại xử phạt đối với doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhân Đạt Jewelry Thảo Lực do ông Lực làm đại diện. Điều này không phù hợp lệnh khám xét của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Ninh Kiều, thậm chí mâu thuẫn vì lệnh khám xét là khám xét chỗ ở của công dân nhưng quyết định xử phạt hành chánh lại phạt doanh nghiệp, luật sư Thành phân tích, có dấu hiệu lạm quyền. Trong khi đó, bình luận về việc Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Ninh Kiều ra quyết định khám xét nhà ở của ông Lê Hồng Lực, trong trường hợp trên, luật sư Lê Trung Phát, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh cho rằng đó là việc lạm quyền áp dụng sai quy định của pháp luật. Cụ thể, quyết định khám xét nhà ở căn cứ vào khoản 2 điều 129 luật xử lý vi phạm hành chánh cho phép Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện quận Ninh Kiều được phép khám xét nhà ở. Tuy nhiên, nhà ở đó phải là nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chánh. Trong khi tang vật phương tiện vi phạm trong vụ việc này chỉ là tờ tiền 100 USD và 2 triệu 260 ngàn đồng được đổi. Nơi xảy ra vi phạm chứa tang vật được bắt quả tang là địa điểm kinh doanh chứ không phải toàn bộ căn nhà riêng. Thêm nữa,
Vi phạm ở đây là kinh doanh ngoại tệ mà cơ quan công an lại thu giữ cả kim cương và đá nhân tạo. Luật sư Phát cho rằng kết quả xử phạt sau đó đã minh chứng cho việc khám xét tạm giữ kim cương đá nhân tạo của cơ quan chức năng cũng không đúng. Cụ thể, thành phố Cần Thơ đã phạt tiền là hình phạt chính cho cả người đổ đô la và chủ tiệm vàng, đồng thời hình phạt phụ là tịch thu tăng vật vi phạm gồm 100 USD và 2 triệu 260 ngàn đồng. Rõ ràng địa điểm diễn ra hành vi vi phạm và tang vật vi phạm là cụ thể, gói gọn như vậy, nhưng cơ quan chức năng tổ chức khám nhà ở tạm giữ vàng là lạm quyền. Thiệt hại của chủ tiệm vàng trong vụ việc này ai sẽ chịu? Kịch bản vụ việc khám xét tại Cần Thơ tương tự như vụ xảy ra ở tiệm vàng Hoàng Mai, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh trước đây, luật sư Phát nêu. Về việc khám xét nhà trong trường hợp xử lý vi phạm hành chánh, luật sư Phát cho hay chỉ khi có căn cứ rõ ràng nhà ở là nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm mới được khám xét chứ không thể tùy tiện. Ngoài ra, khám nhà theo thủ tục hình sự thì quyết định khám xét phải được viện kiểm sát phê chuẩn trước khi khám.